Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục phần đọc hiểu N3 trong giáo trình Shinkanzen Master. Bài số 3 này, YOSHINO YONA HATRA KYOSURU KOTOBA. Những cái từ có chức năng, có hoạt động như là trợ từ. Chúng ta sẽ đọc tiếp theo cái phần môn đai nhé. Đây phải là môn đai 3 mới đúng nhỉ? Tại vì môn đai 1, 2 chúng ta làm hôm trước rồi. Thì trước khi vào bài thì chúng ta sẽ đọc qua một chút về những cái từ vựng quan trọng sẽ xuất hiện trong bài này nhé. Juyogoi này, đầu tiên là từ majime. Majime na có nghĩa là nghiêm túc, cẩn thận, chỉnh chu. Chữ Hán nó là chữ chân, chữ diện và chữ mục đúng nhỉ, nhưng mà thực ra là bình thường ít khi người ta viết dưới dạng kanji, người ta hay viết hiragana thôi. Tiếp theo gijutsu ryoku đúng nhỉ, gijutsu ryoku, chữ gijutsu có nghĩa là kỹ thuật, công nghệ, thì thêm chữ lực đằng sau có nghĩa là năng lực kỹ thuật, năng lực công nghệ. Tiếp theo này, Sekai Teki, Sekai là thế giới, Sekai Teki là mang tính thế giới, phạm vi thế giới. Hyoka, chữ bình và chữ giá có nghĩa là đánh giá. Shigen, chữ tư và chữ nguyên nghĩa là tài nguyên. Sekiyu là chữ thạch và chữ du nghĩa là dầu mỏ. Teikoseki, Teikoseki là chữ thiết, thiết là sắt này, cô là khoáng và thạch đúng nhỉ. Teikoseki là quặng sắt. Seihin là chữ chế với chữ phẩm có nghĩa là sản phẩm. Genzairio, Genzairio là nguyên vật liệu. Yusutsu là xuất khẩu. Dieki là lợi, và chữ lợi và chữ ích có nghĩa là lợi ích, lợi nhuận. Uru hoặc là eru nghĩa là nhận được. Sono kawarini là thay vào đó. Yunyu là nhập khẩu, chữ thâu và chữ nhập. Tsumari là tức lại, tóm lại là. Takameru là động từ, được biến là từ tính từ takai có nghĩa là nâng cao. Minus là điểm bất lợi, điểm trừ, đối lập với nó là plus là điểm cộng. Kokuminse, Kokuminse là quốc dân tính, là tinh thần dân tộc. Sodatsu là phát triển, được nuôi dưỡng. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đọc bài này nhé. Nihonjin wa majime de yoku hataraku to iwareru. Người Nhật ấy thì được nói là đúng nhỉ? Đây có cái gì nhỉ? Ito iwareru ấy chúng ta được học rồi, là được người ta nói rằng. Người Nhật ấy được nói rằng, được người ta nói rằng ấy là những người rất là majime, rất là nghiêm túc, và yoku hataraku và hay làm việc, và làm việc chăm chỉ. Soshite Nihon no gijutsu ryoku wa sekai teki ni mo takaku hyoka sarete iru. Soshite là từ nối có nghĩa là và, đúng nhỉ? Hơn nữa, thêm vào đó ấy, thì chủ ngữ là gì đây? Nihon no gijutsu ryoku là cái năng lực kỹ thuật của Nhật ấy, thì được đánh giá đúng không? Thể bị động này, hyoka sarete iru, được đánh giá như nào? Được đánh giá cao. Chúng ta sẽ có cái tính từ đuôi y là takai, thế nhưng mà ghép với động từ phải biến thành phó từ takaku đúng nhỉ? Thêm nữa, cái năng lực kỹ thuật của Nhật ấy nó được đánh giá cao trên phạm vi thế giới đúng nhỉ? Trên toàn thế giới. Majime de takai gijutsu ryoku wo motsu you ni natta no wa naze daro. Đây mọi người thấy có gì đấy nhỉ? Có cái từ no đúng không? Noa, vậy thì chắc chắn cái từ no này sẽ thay cho một cái từ nào đó. Đằng sau bạn thấy là naze daro. Naze daro là có cái từ naze có nghĩa là tại sao, vậy thì cái từ no này nó thay cho cái từ gì nhỉ? Nó thay cho cái từ nguyên nhân đúng không? Có thể thay cho từ genin hoặc là dieu, nguyên nhân hoặc lý do. Vậy cái lý do, cái nguyên nhân mà gì đây nhỉ? Mà người ta lại làm sao đây? Người ta lại, các bạn thấy có ngữ pháp yoninata. Yoninata nó có hai cách dùng, một là gì nhỉ? Một là sự biến đổi về gì nhỉ? Sự biến đổi thói quen. Hai là gì đấy? Sự biến đổi năng lực. Đấy. Thì thông thường là gì nhỉ? Là khi mà đằng trước nó là thẻ khả năng ấy, thì các bạn sẽ mang nghĩa là sự biến đổi thói quen, sự biến đổi năng lực. Ví dụ như là Nihongo ga hanaseru yoni narimashita, tôi đã trở nên có thể nói được tiếng Nhật rồi đúng không? Thì ban đầu là hanasu là nói, thì biến thành hanaseru là có thể nói. Thì trong trường hợp này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Nó mang nghĩa là thay đổi về mặt năng lực. Thế nhưng đây là motsu, không phải là thẻ khả năng đúng không? Đây là một động từ thường, thì nó mang nghĩa là sự thay đổi về mặt thói quen nhé, thói quen hoặc là một cái biến đổi nào đấy. Vậy thì tại sao ấy, lý do nào mà người ta lại trở nên có được cái gì nhỉ? Có được cái sự majime, có được cái sự nghiêm túc và cũng như là có được cái kỹ thuật cao như thế. Đấy, cái câu này là người ta đang hỏi này. Daro đây là có lẽ, nhưng mà trong trường này nó mang tính chất giống như câu hỏi bởi vì có xuất hiện cái từ naze. Vậy thì câu hỏi là cái câu này đúng không? Vậy thì chúng ta đoán rằng ấy, cái câu này sẽ là cái câu mà thể hiện cái nội dung trong bài này, nó sẽ xoay quanh đúng nhỉ? Đấy, tại sao người Nhật lại có được cái sự nghiêm túc và có được kỹ thuật cao như vậy thì chắc chắn cái bài này nó sẽ giải đáp cho cái câu hỏi này. Sore wa Nihon no shigen no sukunasa ni kankei ga aru. Sore cái điều đó ấy, thì nó có quan hệ, có liên quan đến cái độ ít của tài nguyên của Nhật. Các bạn có tính từ sukunai là ít thì sukunasa là sự ít, độ ít nhá. Vậy sore là cái gì? Khi đọc thì chúng ta luôn phải để ý đến những cái chỉ thị từ đúng nhỉ? Sore là cái gì? Sore là cái việc mà người ta trở nên như thế này này. Cái việc mà người ta trở nên nghiêm túc và có cái năng lực kỹ thuật cao ấy, đấy thì nó có quan hệ với cái việc ít tài nguyên của Nhật. Đấy là đoạn đầu tiên. Đoạn số 2. Nihon wa sekiyu ya teikoseki nado seihin no genzai ryo to naru shigen ga sukunai. Nhật Bản ấy đúng không? Chủ ngữ là Nhật Bản. Nihon wa nani nani ga sukunai. Nhật Bản thì ít cái tài nguyên. Đây nhá, cái gốc của chúng ta là cái câu này này. Nihon wa shigen ga sukunai. Đó, Nhật Bản thì ít tài nguyên. Toàn bộ cái cụm này nó chỉ là bổ sung cái ý nghĩa cho cái shigen này thôi. Nhật Bản thì ít tài nguyên. Những cái tài nguyên đấy nó sẽ trở thành cái gì đây nhỉ? Nó sẽ tonaru này, nó cũng tương tự như là ninaru. Những cái tài nguyên đấy nó sẽ trở thành cái genzai điều, cái nguyên vật liệu cho những cái seihin đúng nhỉ? Cho những cái sản phẩm đúng nhỉ? Những cái tài nguyên đấy như là gì đấy? Như là sekiyu, như là dầu mỏ này, như là quặng sắt này. Đấy, toàn bộ cái phần này nó chỉ là cái phần ví dụ thôi nhá, cái phần ví dụ cho làm rõ ý cho cái từ shigen ấy. Đấy, tài nguyên đấy là tài nguyên gì. Còn câu gốc ban đầu thì nó rất là đơn giản. Sonotameni có nghĩa là vì vậy, vì thế. Chỉ quan hệ lý do, nguyên nhân, kết quả. Vì vậy genzai ryo yushite di ekyo eru koto ga dekinai no da. Vì vậy thành ra là không thể gì đây nhỉ? Không thể xuất khẩu những cái tài nguyên đúng nhỉ? Những cái nguyên vật liệu đấy để thu được, để gì nhỉ? Để nhận được cái lợi ích, cái lợi nhuận được. Cái câu trước và câu sau nhá, người ta đang nói đến cái lý do đúng nhỉ? Cái nguyên nhân mà người Nhật không thể xuất khẩu đi, không thể bán đi những cái tài nguyên của mình để nhận được lợi nhuận đúng không? Là bởi vì rất là ít. Sono kawari ni kaigai kara sorera o yūnyū shi jidōsha ya denki seihin nado no seihin o tsukuri sore o yūshūtsu suru koto ni yotte rieki o ete iru. Thay vào đó đúng nhỉ? Thay vào đó này thì kaigai kara sorera o yūnyū shi, thay vào đó thì họ nhập những cái đó. Sore là cái đó thêm cái từ da có nghĩa là số nhiều. Thay vào đó thì họ nhập những cái đó từ nước ngoài. Vậy những cái đó là những cái gì? Đúng không? Vậy thì người Nhật ít cái gì thì họ sẽ nhập cái đó. Đấy, đây bảo người Nhật ít shigen, ít tài nguyên. Vậy thì người ta nhập cái gì đây nhỉ? Người ta nhập những cái shigen. Cái sore ra đây là những cái tài nguyên nhá. Đấy, những cái tài nguyên này. Hoặc là những cái gì đây? Những cái shigen giai điều, những cái nguyên vật liệu như này cũng được. Họ nhập khẩu những cái tài nguyên, những cái nguyên vật liệu từ nước ngoài. Họ tạo ra các sản phẩm đúng nhỉ? Như là nado, như là xe ô tô, rồi như là đồ điện. Và bằng cái việc, nhờ cái việc gì đấy, nhờ cái việc mà xuất khẩu cái đó. Lại cái đó là cái gì đúng nhỉ? Cái đó đây chính là cái xuất khẩu cái seihin, cái sản phẩm. Cái chỉ thị từ này rất là quan trọng, các bạn lưu ý khi mà đọc bài. Và bằng việc xuất khẩu những cái sản phẩm này ấy, thì họ sẽ nhận được lợi nhuận. Đấy. Thì toàn bộ từ đây cho đến đây có nghĩa là người Nhật đang không xuất khẩu tài nguyên, mà người Nhật nhập khẩu tài nguyên, sản xuất ra sản phẩm để xuất khẩu cái sản phẩm đi, thu được lợi nhuận nhá. Ở đây có cái niyote chúng ta được học ở trong chương trình ngữ pháp rồi, nó mang nghĩa là gì nhỉ? Nhiều nghĩa, có nghĩa là tùy theo, thay đổi theo, bởi, do, nhờ, đúng không? Trong trường này nó mang nghĩa là nhờ, giống như là trợ từ đế nhưng lịch sự hơn. Thì người ta gạch chân ở đây cho các bạn ấy, thì đây là một trong những cái từ có gì nhỉ? Có chức năng như trợ từ. Chúng ta có thể dịch bằng một cái nghĩa tiếng Việt đơn giản. Ví dụ như là dịch là gì đây nhỉ? Nhờ nhá, nhận được lợi ích, lợi nhuận nhờ cái việc xuất khẩu những cái sản phẩm này. Tsumari majime ni hataraki gijutsu ryoku o takame yoi seihin o tsukuru koto ga nihon ga rieki o eru tame ni wa hitsuyou nano de aru. Tức là có nghĩa là cái từ tsumari nó dùng để trình bày một cách nói khác, đúng nhỉ, hoặc là diễn giải một cách nói khác liên quan đến cái phần được đang nói đằng trước. Tức là đằng trước đang nói vậy nhá, nó bảo là tức là, có nghĩa là, tóm lại là ấy. Thì cái việc, đúng nhỉ, các bạn thấy người ta đang liệt kê ra một đống này, nhưng mà lại có cái từ ga ở đây. Vậy thì cái trước cái từ ga này sẽ là những cái chủ ngữ. Vậy thì cái việc mà họ làm ra đây, họ làm việc một cách nghiêm túc, đúng nhỉ. Majime ni hataraki, họ nâng cao cái năng lực kỹ thuật, họ tạo ra những cái sản phẩm tốt, đúng nhỉ. Đấy, cái việc mà họ làm việc nghiêm túc, họ nâng cao năng lực kỹ thuật, họ tạo ra sản phẩm, những sản phẩm tốt ấy, thì sao? Thì hitsuyo nano deru, thì là cái cần thiết, là những cái cần thiết để, đúng không? Tame ni gọi là tame ni nhá, để có thể gì đây, để nihon, để Nhật Bản, đúng nhỉ, nhận được, có được những cái dieki, có được những cái lợi nhuận đấy. Đấy, thì cái đoạn 2 của chúng ta là như vậy. Tiếp theo đoạn số 3 này. Shigen ga sukunai koto wa kuni ni totte wa mainasu de aru you ni mieru ga kanarazu shimo soto wa ienai. Cái việc mà ít tài nguyên thiên nhiên ấy thì đối với lại đất nước, đúng không? Ni totte là đối với này, đối với lại đất nước ấy, thì you ni mieru là trông có vẻ nhá. Nhìn có vẻ, trông có vẻ như là một cái điểm minus, một điểm bất lợi, điểm trừ, điểm không tốt. Thế nhưng mà kanarazu shimo là một cái từ đi hay đi với lại những cái phủ định yếu, phủ định không hoàn toàn đằng sau. Thế nhưng mà ấy, không hẳn là lúc nào cũng có thể nói như thế. Đấy, cái việc mà Nhật Bản ít tài nguyên thiên nhiên ấy, đối với lại đất nước thì có thể nhìn thì có vẻ như là một cái điểm bất lợi. Thế nhưng mà không hẳn là lúc nào cũng có thể nói được như vậy. Nihon ni oite wa, ở Nhật, đúng nhỉ? Ở Nhật, tại Nhật này, cái từ ni oite này nó giống từ D nhá. Ở Nhật đấy, Sukunai shigen no okage de majime na kokuminsei ga umare takai gijutsu ryoku ga sodatta to mo ieru karada. À, là vì gì đây? Là vì ở Nhật này có thể nói là gì đấy? Ieru kara nhé. Ở đây các bạn tự nhiên các bạn thấy có karada. Tại sao lại có karada? Thì bởi vì là nó đang trình bày cái gì nhỉ? Cái lời giải thích cho cái đằng trước. Đằng trước người ta đang bảo là cái việc ít tài nguyên ấy, đúng không? Cái việc ít tài nguyên nó là gì đây? Nó là nhìn thì có vẻ như là bất lợi nhưng mà lại không phải như vậy. Vậy nó bảo là vì sao? Nó giải thích đằng sau. Là vì ấy, có thể nói rằng ở Nhật này, nhờ, đúng không? OKGD các bạn được học ở bài ngữ pháp bài 5. Nhờ cái tài nguyên ít ỏi, nhờ cái sự ít tài nguyên mà gì đây nhỉ? Mà một cái tinh thần dân tộc rất là nghiêm túc nó được sinh ra. Và gì nhỉ? Và một cái Takai Gijutsu Ryoku Sodata, và một cái năng lực kỹ thuật rất là cao ấy, nó được gì nhỉ? Nó được hình thành, được phát triển, được nuôi dưỡng. Đó, thì gần như là chúng ta thấy rằng cái toàn bộ cái bài văn này nó đang liên quan đến cái việc giải thích cho cái lý do tại sao mà Nhật lại có gì đây nhỉ? Có cái năng lực kỹ thuật cao là như vậy, đúng không? Đấy là cái phần giải thích của bài nhé. Bây giờ chúng ta đi xem câu hỏi này. Câu hỏi: Kono bunshō no naiyō to atteru mono wa dore ka? Cái mà hợp với lại nội dung của cái đoạn này ấy là cái nào? Ichi này, Nihon wa yōsei o yūnyū shiteiru. Nhật Bản ấy đang nhập khẩu những cái sản phẩm tốt. Có phải không các bạn? Có phải Nhật Bản nhập khẩu sản phẩm tốt không? Sai, đúng không? Nhật Bản nhập khẩu cái gì? Nhật Bản nhập khẩu Genzairyo, đúng nhỉ? Những cái nguyên vật liệu, hoặc là shigen tài nguyên, chứ không nhập khẩu các cái sản phẩm tốt nhá. Câu 2 này, shigen ga sukunai kara nihonjin wa fuko da. Vì ít tài nguyên nên là người Nhật rất là fuko, bất hạnh. Ở bài này không có chỗ nào nói là người Nhật bất hạnh hết, đúng không? Do vậy cái câu này là câu sai bởi vì không có thông tin. Gạch này, shigen ga Sukunai kara nihonji wa majime ni natta. Vì ít tài nguyên mà người Nhật trở nên majime, trở nên gì đây? Trở nên nghiêm túc, đúng không? Chính xác theo tinh thần của bài này, đúng không? Đấy. Chúng cái câu gì đấy nhỉ? Câu cuối này này. Sukunai shigen no okage de. Okage de là nhờ thì cũng gần như là vì, đúng không nhỉ? Đấy, mà cái majime na kokumin se ga umare thì tương tự như thế này nhá. Chúng ta sẽ có cái nội dung này này. Đấy, sẽ trùng khớp với lại cái câu 3 của chúng ta. Tất nhiên là không B nguyên C, đúng không nhỉ? Ví dụ như là kara đây chính là okage de. Đấy. Umare là được sinh ra thì nó là ninaru, trở nên như vậy. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là số 3. Câu số 4, Nihon wa shigen wo yushu shite iru. Nhật Bản đang xuất khẩu tài nguyên. Có phải Nhật Bản đang xuất khẩu tài nguyên không? Nó bảo là gì đây? Sono tame ni genzai wo yushu shite rieki wo eru koto ga dekinai. Không thể xuất khẩu tài nguyên và nhận được lợi nhuận được. Nhật Bản nó xuất khẩu sản phẩm chứ không phải xuất khẩu tài nguyên, đúng nhỉ? Câu này là câu sai, đúng là 3 nhé. Đây là cái môn đai số 3 của chúng ta. Tiếp theo, môn đai số 4. Bunke no kumi awase. Bunke là mẫu câu, kumi awase là sắp xếp. Bình thường thì mình hay gặp, mình hay dùng các mẫu câu nó đứng một mình, đúng không nhỉ? Thế nhưng mà nhiều khi ấy, nó sẽ là tổ hợp lắp ghép từng cái mẫu câu, nhiều cái mẫu câu ngữ pháp lại với nhau. Có trường hợp là ghép đến 3-4 mẫu câu lại trong cùng một câu, đúng không nhỉ? Đấy. Nó không phải là trong một câu nó chia ra làm nhiều đoạn và mỗi đoạn là một mẫu câu, mà là cái đoạn đuôi ấy, cái phần cuối ấy, nó sẽ ghép mấy cái lại với nhau. Đấy. Bây giờ chúng ta đi xem cái phần từ vựng của cái bài này nhé. Bài này tương đối dài. Thực ra cái bài trước cũng là tương đối dài. Hai cái bài này thêm vài dòng nữa thành đoạn văn trung bình rồi, không phải đoạn văn ngắn nữa. Những từ vựng quan trọng trong bài này này. Đầu tiên, sai cự là chữ tối và chữ ác, nghĩa là vô cùng tồi tệ. Mezamashidoke. Mezamashidoke là đồng hồ báo thức. Nebo là ngủ dậy muộn, ngủ nướng. Okingu là đi bộ. Jikoku hyo là bảng giờ tàu, bảng giờ xe chạy. Kankaku là chữ gian và chữ cách, nghĩa là khoảng cách hoặc là cách. Nanto là tận, lên đến. Yoshi là cấp trên, sếp. Yoyu là rảnh rỗi, dư thừa. Simple là tiến bộ. Yosu là bộ dạng, dáng vẻ. Meni ukabu. Ukabu bình thường mình dịch mình có nghĩa là nổi, đúng nhỉ? Nổi lên trong mắt, hiện lên trong mắt. Còn dịch chính xác nó là kiểu như là tưởng tượng ra, hình dung ra. Naru là reo, kêu hoặc là hót. Hót dùng cho chim, reo kêu dùng cho đồng hồ. Kingatsuku hoặc nghĩa là nhận ra. Heijitsu là ngày thường trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Zubun là khá, giống như là kanari, đúng nhỉ? Kanari. Mudana là vô ích thừa thãi. Toku là chữ đắc, đắc ý, được, đúng nhỉ? Được, tốt. Son chữ tổn, tổn hại, tổn thất, nghĩa là mất, không tốt. Fukuzatsuna là phức tạp. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ gì nhỉ? Chúng ta sẽ lên bài này và đọc nhá. Kesa wa saiaku datta. Sáng nay thật là tồi tệ, sáng nay vô cùng tồi tệ. Kakete oita hazu no mezamashidoke ga narazu. 1 時間も nebo wo shite shimata no da. Đúng nhỉ? Là vì sao? Là vì này. Các bạn thấy đuôi là noda, đúng không? Noda ấy là hình thức chúng ta được học ở bài 26. Khi nó đứng sau một câu thì nó là diễn tả cái gì nhỉ? Cái giải thích cho cái đằng trước. Cái trình bày lý do cho cái đằng trước. Đằng trước tại sao lại bảo hôm nay là ngày tồi tệ? Bởi vì đằng sau nó bảo là vì sao nhỉ? Là vì cái mezamashidoke, là vì cái đồng hồ báo thức ấy mà mình đã gì nhỉ? Kakete oita mà chắc chắn, nhất định. Hazu là chắc chắn, đúng không? Teo cự là mình làm gì đó trước, là cái đồng hồ báo thức mà mình đã rõ ràng là mình đã đặt nó từ trước rồi, nó lại narazu, nó lại không kêu. Narazu chính là biến từ naranai. Naranai. Naranai de nha. Đấy. Naranakute. Đúng nhỉ? Thì nakute sẽ biến thành dư ở trong văn phòng viết, đúng nhỉ? À, cái đồng hồ báo thức mà chắc chắn là mình đã cài đặt, mình đã đặt trước ấy, nó không chịu kêu, cho nên mình đã ngủ quên, đúng không? Ngủ quên đến tận 1 tiếng. Itsumo wa eki made okingu no tsumori de 30 分 aruite iru no da ga mou sonna jikan wa nai. Mọi khi ấy, đúng không? Mọi khi ấy thì tôi làm sao đấy? Đây, itsumo nhá. là mọi khi tôi luôn luôn làm sao đây nhỉ? Tôi luôn luôn sanjipun aruite iru. Tôi luôn luôn đi bộ khoảng 30 phút. Đúng nhỉ? Mà tôi tsumori đây nhá, không nó không phải là gì đây nhỉ? Nó không phải là cái từ tsumori này nó không phải là có nghĩa là dự định đâu các bạn ạ. Khi nó đi danh từ n no tsumori có nghĩa là mình tưởng là mình nghĩ rằng như vậy nhưng thực tế không phải như thế vậy. Đằng sau nó bảo là arite là đi bộ này, nhưng mà nó lại nghĩ là tôi luôn luôn thì tôi đi bộ khoảng 30 phút và tôi tưởng tượng đấy là tôi đang đi đâu. Tôi ô kinh ngự là kiểu đi một cách thong thả, ngao du, thong dong, thưởng thức đấy. Nó khác với cái việc chỉ có bước đi bộ thông thường arite, do vậy là người ta tưởng rằng người ta đang làm cái hành động như vậy đến ga. Bình thường thì tôi đi bộ những 30 phút, đi bộ 30 phút đến ga. Thế nhưng mo sonaji kangwanai, thế nhưng mà không, bây giờ thì không còn cái thời gian đấy nữa. Sonaji kang có thể người ta gạch là sonaji kang cái thời gian gì, đúng không? Chính là arukuji kang, cái thời gian đi bộ, các bạn lưu ý nhé. Hôm nay không có thời gian mà đi bộ như vậy nữa. Basu wo tsukau koto ni shite, basute ni naranda là gì nhỉ? Koto ni suru là quyết định. Tôi quyết định là sẽ sử dụng xe buýt và xếp hàng, đúng nhỉ? Narabu là xếp hàng ở cái bến xe buýt. Shikashi kondo wa basu ga nakanaka konai. Cái từ shikashi là cái từ nối rất là quan trọng nhá, có nghĩa là thế nhưng mà lần này ấy, xe buýt mãi mà nó không đến. Jikoku hyo ni wa 5分 kankaku to kaite aru no ni nanto 20分 mo matasarete shimata. Ở trên cái bảng giờ xe chạy, đúng nhỉ? Thì nó viết là căng các cự cách 5 phút, cứ cách 5 phút lại có một chuyến, đúng không? Gồ hơn căng các cự là cách bao nhiêu phút nhá? Cách 5 phút lại có một chuyến. Thế nhưng mà ấy, nó đã bắt tôi đợi, đúng nhỉ? Các bạn có động từ gốc, động từ đợi là gì đây nhỉ? Động từ đợi là matsu. Matsu là đợi này. Thì chúng ta có thể bị động là gì? Matareru, đúng không? Matareru là bị động, thể sai khiến là gì? Mataseru. Và bị động sai khiến sẽ là gì nhỉ? Matasareru, bị bắt đợi. Đấy. Tại sao đây các bạn lại thấy xuất hiện cái từ matasareru là như vậy? Có nghĩa là tôi đã bị bắt phải chờ đợi tận bao nhiêu? Tận 20 phút, đúng nhỉ? Nanto nhá, nghĩa là cái số lượng đằng sau là một cái số lượng theo người nói là tương đối nhiều. Tôi đã bị bắt chờ đợi tận 20 phút. Konomama de wa 2 時間 chikaku shite shimai soda là gì đấy? Nếu mà cứ như thế này ấy, thì có lẽ là tôi sẽ gì đây nhỉ? Tôi sẽ đến muộn gần 2 tiếng mất. Đấy. Konomama de wa, nếu cứ như thế này ấy, thì có lẽ là tôi sẽ bị muộn 2 tiếng mất, gần 2 tiếng mất. Tại sao nhỉ? Bởi vì sao? Dậy muộn 1 tiếng này, đúng không? Này, rồi thì phải chờ xe buýt 20 phút, đúng nhỉ? Rồi thì gì nữa không? Rồi thì mất cái công đi di chuyển các thứ nữa nhá. Kono mae joshi kara yoyu o motte kuru yoni to iwareta bakari nano ni chitomo shinpo shinai là gì nhỉ? Kono mae là lần trước, mấy hôm trước, giống senjitsu ấy. Thì cái Yoshi là chữ thượng và chữ ti, có nghĩa là cấp trên này. Ở dưới người ta giải thích này, kaisha de jibun yorimo chi-i ga ue no hito, cái người ấy mà cái chi-i, cái địa vị của họ hơn mình ở trong công ty, cấp trên nhé, hoặc là sếp nhé. Mới hôm trước, đúng không? Tôi vừa mới bị, đúng nhỉ? Các bạn đây có ngữ pháp gì đấy? Ta bakari, đúng không? Nano ni. Đấy. Nói như là thế mà, đúng nhỉ? Tabakarina nói như là tôi vừa mới bị nói xong, tôi vừa mới bị cấp trên nói là yoyu motekuru yoni. Chữ Hán yoyu đây là chúng ta dịch ở dưới đây là gì nhỉ? Rảnh rỗi dư thừa, đúng không? Đấy. Mặc dù nói là yoyu motekuru yoni, các bạn đừng dịch là mang, làm ơn mang cái rảnh rỗi, mang cái dư thừa đến đây, đúng nhỉ? Không phải, nó chỉ là cái cách nói ẩn dụ của cái việc là lần sau đi sớm đi, đúng không? Đừng có mà lề mề chậm chạp như vậy. Tôi bị sếp nói là như vậy nhá. Thế nhưng mà chitomo shinpo shinai, thế nhưng tôi không có tiến bộ một chút nào cả. Chitomo thì là không một chút, nó giống với lại từ zenzen. Zenzen hoàn toàn không này, hoặc là mataku. hoặc là từ Tsukoshimo. Thế nhưng mà tôi không tiến bộ một chút nào hết. Jibun ga okorarete iru yosu ga me ni ukabu. À, và tôi gì đây nhỉ? Và tôi hình dung ra, tôi tưởng tượng ra cái dáng bộ, cái dáng vẻ, cái điệu bộ của mình, của bản thân mình đang bị gì đấy, đang bị okorarete iru, đang bị nổi giận, đúng nhỉ? Chuni này, me ni ukabu sono yosu ga kantan ni sozo dekiru. Có nghĩa là có thể dễ dàng tưởng tượng ra cái trạng thái điệu bộ đấy. Đấy là cái đoạn đầu tiên đang nói về cái điều tai hên của mình. Tiếp theo, Ekide daiji na koto ni ki ga tsuita. À, tôi đã nhận ra, đúng nhỉ, ở ga ấy, tôi đã nhận ra một điều rất là quan trọng. Kyo wa nichiyobi datta, hôm nay là chủ nhật. Mezamashi doke ga naranakatta no mo basu ga heijitsu no jikoku hyodori ni konakata no mo kyo ga nichiyobi dakara datta no da. Cái lý do mà đồng hồ báo thức nó không kêu, hay là cái lý do mà cái xe buýt nó không chạy đúng như cái thời gian chạy ngày thường ấy, là vì, đúng nhỉ, kyo ga nichiyobi, là vì hôm nay là gì đấy, là vì hôm nay là chủ nhật. Đấy. Yokata, may quá. Okorarenai de sumu. Bình thường từ sumu nghĩa là kết thúc. Okorarenai de là không bị nổi cáu, đúng không? Đừng dịch là không, đã kết thúc mà không bị nổi cáu nhé. Nó chỉ đơn giản là à, may quá, tôi đã không bị nổi giận, tôi đã không bị sếp nổi giận, đúng nhỉ? Shikashi Zuibun, đây lại xuất hiện cái từ shikashi. Zuibun mudana shinpai o shite shimatta. Thế nhưng mà ấy, tôi đã lo lắng một cách gì nhỉ? Hơi thừa thãi rồi. Đấy, hơi vô ích, hơi thái quá rồi. Watashi wa toku o shita yona so shita yona fukuzatsu na kimochi de ie made no michi o 30 pun aruite kaeta. Tôi, đúng nhỉ? Tôi đi gì đấy, tôi đi 30 phút, đúng nhỉ? Tôi quay về đi bộ 30 phút trên con đường đến nhà, với một cái tâm trạng rất là phức tạp, vừa Tokyo Shita Yona, vừa cảm thấy được, vừa cảm thấy mất. Đấy. Và người ta gạch cái cụm số Shita Yona, cái cụm là mất, số Shita Yona toaru ga nazeka, người ta có viết là mất. Vậy tại sao lại mất? Thì rõ ràng nếu mà chúng ta đọc, chúng ta tinh ý ấy, thì chúng ta thấy được là bởi vì sao? Được là bởi vì sao nhỉ? Bởi vì không bị gì nhỉ? Không bị nổi giận, nổi cáu, đúng không nhỉ? Cái lý do được là đây nhá. Đấy, ví dụ gạch chân cái được này. Cái lý do mà cảm thấy tô cự ấy là bởi vì không bị nổi cáu. Còn lý do mất thì tại sao? Đằng sau có shikashi này. Lý do mất đó là lo lắng thừa thãi quá nhiều. Vậy thì cái câu hỏi tại sao lại lo lắng nó phải liên quan đến cái việc lo lắng thừa thãi quá nhiều đấy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem cái câu nào là câu chính xác với nội dung của bài này nhá. So shita yona toaru ga nazeka. Có viết là đã thất, đúng nhỉ? Đã chịu tổn thất gì đó. Thì lý do là tại sao? Ichi isoga nakute mo ii no ni isoide iroiro shinpai shite shimatta kara. Isoga nakute mo ii no ni, tức là dù không cần thiết phải gì đấy, phải lo lắng, đúng nhỉ? Dù không cần thiết phải vội, thế mà, đúng không nhỉ? Nối nhĩ là thế mà lại vội, cho nên là đã lo lắng nhiều, có đúng không? Đúng, đúng nhỉ? Liên quan đến lo lắng thừa thãi, lo lắng quá mức này, đấy. Zuibun nhá, thì nó giống là iro iro, shinpai cũng có shinpai, và đúng là không cần vội mà nó lại vội vàng như thế, đúng nhỉ? Vậy đúng, chúng ta thấy là một là đáp án chính xác. Câu 2 này, heijitsu na no ni nichiyobi da to omote nebo shite shimatta kara. Là ngày thường thế mà lại nghĩ là chủ nhật nên là ngủ nướng. Không phải. Không phải hôm nay là ngày thường, đúng không? Hôm nay là chủ nhật mà người ta lại nghĩ là ngày thường ấy, đúng không? Phải đảo ngược lại nhé. Do vậy cái thông tin như này là thông tin sai. Chúng ta sẽ loại đáp án này. Câu số 3 này, yoyu omote kaisha ni tsukenakute joshi kara okorarete shimatta kara. À, bị gì đây? Không mang cái yoyu này đến công ty và bị sếp mắng, đúng không nhỉ? Cái yoyu này nó chỉ là cái nói gọi là mang tính chất ẩn dụ thôi, chứ không phải là mang cái đồ vật này thật nhá. Và ấy, hoàn toàn là chưa có đến công ty, do vậy nó nói là bị xếp mắng là sai, do vậy loại 3. Câu 4 này, isoida no ni basu mo densha mo konakute kaisha ni okurete shimata kara. Vội vàng thế mà xe buýt lẫn tàu điện đều không đến, đúng không? Cho nên là gì đấy? Cho nên là đã đến muộn công ty. Người này có đến công ty nữa không? Không đến. Do vậy là nói đến muộn công ty là sai. Đúng, chúng ta là đáp án số 1. Đó là cái nội dung của chúng ta nhé. Vậy thì cái bài này nó là gì nhỉ? Bunke no kumi awase. Cấu thành lắp ghép mẫu câu, tại sao lại vậy? Ví dụ sensei lấy một cái thôi nhé. Còn rất là nhiều cái khác nhưng mà lấy một cái ví dụ điển hình thôi. Còn lại các bạn có thể tham khảo thêm ở trong cái phần giáo trình ấy, người ta có trình bày thêm. Chẳng hạn như câu này này. Câu này. Đây là một cái hình thức tổ hợp ngữ pháp này. Đấy. Được chưa? Hoặc là câu này đi, xin sẽ lấy hai cái ví dụ nhá. Người ta lắp ghép khá là nhiều mẫu câu vào với nhau. Đầu tiên, các bạn có cái gì nhỉ? Các bạn có cái động từ nói là y. Được chưa? Hình thái ngữ pháp đầu tiên đó là thể bị động. Iwareru, đúng không? Một lần ngữ pháp này. Tiếp theo, thể bakari, đúng không nhỉ? Thì thể chia thể ta tabakari thành iwareta bakari là gì đấy? Là ngữ pháp chồng chéo lần thứ hai. Vừa đây là nói nhé, đây là bị nói, đây là vừa bị nói, xong lại chồng chéo thêm ngữ pháp noni là gì đây nhỉ? Iwareta bakari na noni. Đấy, bị nói vậy mà, bị nói thế mà. Như vậy là chúng ta thấy từ một cái động từ y đơn giản nó thành gì đây nhỉ? Nó thành cái hình thức phức tạp hơn, đúng nhỉ? Bởi vì nó chồng chéo 2-3 cái ngữ pháp vào trong một câu là như thế. Đấy, đấy gọi là cái gọi là bunke no kumi awase nhá. Hoặc là câu này này. Chikoku shite shimai soda. Đầu tiên chúng ta có từ gốc là gì đấy? Là chikoku suru, đúng không? Đấy. Chikoku suru là đi muộn. Tiếp theo này, thể t là chikoku shite. Đúng nhỉ? Tiếp theo chikoku shite shimau. Đúng không? Có nghĩa là muộn mất rồi, chậm mất rồi, lỡ mất rồi, thể hiện cái sự tiếc nuối. Và sao nhỉ? Người ta làm sao? Người ta cho thêm cái đuôi so vào nữa. Đấy, thì trong trường này nghĩa là có vẻ. Chikoku shite shimai soda. Đó, cũng là ghép mấy cái vào, cho vậy là nhìn câu rất là dài. Thì sau này khi mà học lên ở bài đọc hiểu hoặc là ngữ pháp học, hoặc là đọc, nên là đọc ở N2, N1 thì rất là nhiều kiểu như này. Do vậy các bạn cần nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản của N4, N5 cũng như là N3 để phục vụ cái việc học đấy nhá. Rồi bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.